Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với đại lý Toyota Hải Dương ạ. Em là Lê Tuấn Vũ, hiện đang phụ trách tư vấn sản phẩm của bên đại lý Toyota Hải Dương. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2024. Em Vũ tranh thủ xin phép gửi đến cho quý cô chú, anh chị và các bạn về chương trình ưu đãi dòng xe Toyota Cross lăn bánh trong những ngày tháng 10 năm 2024 như sau. Thì hiện tại thì đối với dòng xe Toyota Cross phiên bản 1.8V trước màn hình nhỏ của quý cô chú, anh chị đây, bên em đang có chương trình ưu đãi rất tốt với dòng xe Toyota Cross. Thì hiện tại giá xe niêm yết đang là 820 triệu. Đại lý Toyota Hải Dương bên em đang có chương trình giảm giá tiền mặt lên đến là 20 triệu đồng. Ngoài ra còn có tặng thêm cho quý cô chú, anh chị và các bạn là 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng như là gói phim cách nhiệt của Mỹ bảo hành 15. Ngoài ra còn tặng thêm cho quý cô chú, anh chị và các bạn là một bộ trải sàn da cho quý khách hàng. Thì lăn bánh chiếc xe sau khi được giảm tiền mặt của đại lý Toyota Hải Dương bên em dành cho chương trình ưu đãi trong tháng 10 năm 2024 thì chưa đến là 890 triệu đâu ạ. Thì mọi thông tin chi tiết lăn bánh từng khu vực về dòng xe Toyota Cross này thì quý cô chú, anh chị, các bạn vui lòng liên hệ với em Vũ qua số máy hotline em để bên trên màn hình hoặc đến trực tiếp đại lý Toyota Hải Dương bên em có địa chỉ tại số 1 đường Ngô Quyền, Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương để xem xe cũng như là được lái thử xe. Thì em sẽ chia sẻ đến cho quý cô chú, anh chị, các bạn như sau. Toyota Cross sản xuất năm 2024 thì có được cải tiến thêm về cái phần thiết kế như là mặt ca lăng này. Đấy, mặt ca lăng thì dạng tổ ong giống như một số cái kiểu dáng của cái dòng xe Lexus, thì cũng tạo cho chiếc xe của quý cô chú, anh chị, các bạn là sang trọng hơn và đẹp hơn. Chúng ta có hai cảm biến góc trước, camera 360, gói an toàn Toyota Safety Sense, ẩn chứa sau logo này là cái hệ thống radar của xe đấy ạ. Gói an toàn Toyota Safety Sense sẽ bao gồm cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động BLCC. Chúng ta có hai cảm biến góc trước này. Chi tiết mạ chrome được trang bị trên phiên bản 1.8V này tạo cho chiếc xe của quý cô chú, anh chị, có điểm rất là sang trọng này. Hệ thống đèn bi LED dạng thiết kế mới này, xi nhan dạng tuần tự này, rất là đẹp trên phiên bản Toyota Cross. Bánh xe thì chúng ta vẫn có thiết kế là như phiên bản trải nghiệm trước đây, 18 inch. Lốp đi theo xe là lốp Michelin, lốp thương hiệu lốp cao cấp, chạy rất là êm. Gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe và đương nhiên là có camera 360 tích hợp xi nhan báo rẽ, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo điểm mù trên gương lên rồi ạ. Tay nắm cửa mạ chrome có tích hợp cảm biến mở khóa thông minh trên tay nắm cửa. Phanh đĩa được trang bị trên toàn bốn bánh xe. Chúng ta có chi tiết mạ chrome được trang bị trên phần viền trên của kính cửa, tạo cho chiếc xe có điểm nhấn và sự sang trọng hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu cũng khá là tiết kiệm với khối động cơ 1.8. Đi ngoài đô thị thì sẽ hết khoảng tầm hơn 6 lít 100 km và đi kết hợp khoảng tầm 8 lít trên 100 km, cô chú anh chị ạ. Cốp được trang bị là cốp điện và đá cốp. Chúng ta có thiết kế camera lùi hỗ trợ khi lùi xe cho quý cô chú anh chị các bạn. Cảm biến thì có hai cảm biến lùi và hai cảm biến góc. Cốp điện, đá cốp điện. Rất là êm. Có tấm che để trang bị trên phiên bản Toyota Cross 2024 rồi. Và bây giờ thì em Vũ mời quý cô chú, anh chị, các bạn di chuyển cùng em Vũ vào trong nội thất của xe để xem chiếc xe Toyota Cross này có đẹp không. Có đèn đổ start top được trang bị trên chiếc xe Toyota Cross của quý cô chú, anh chị, các bạn. Ngoài ra thì có hai màu nội thất cho quý cô chú, anh chị, các bạn tùy chọn, đó là nội thất màu đen và nội thất màu nâu đỏ. Nâu đỏ thì cũng rất là thể thao và đẹp. Cần số dạng thẳng đây. Phanh tay điện tử được trang bị và cải tiến trên phiên bản Toyota Cross 2024. Giữ phanh tự động auto hold. Chúng ta có hệ thống chỉnh độ cao thấp của đèn pha này, điều khiển cốp điện này, đèn pha tự động tự ứng thông minh AHB này. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan, 7 túi khí,
chiếc xe được lắp ráp từ bên Thái Lan rất là chắc chắn và êm ái. Chúng ta có hệ thống đèn tự động, gạt mưa cũng tự động, phanh tay điện tử cũng tự động khi quý cô chú anh chị đỗ xe, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Chúng ta có kính trần toàn cảnh nhận. Màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây này. Với những tính năng an toàn như là cảnh báo lệch làn đường này, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động này thì đều được thao tác cài đặt điều khiển ở trên vô lăng của quý cô chú anh chị các bạn. Nội thất màu đen khá là sạch và nhã nhặn, 7 túi khí. Ngồi trong thì rất là rộng rãi và thoải mái, cũng như là cảm nhận được cái sự cách âm của mẫu xe Toyota Cross này rất là êm ái. Kính trần toàn cảnh nhẹ. Hàng ghế thứ hai thì em đã review ở những video trước rồi, thì cũng có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Chúng ta vẫn có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai ạ. Có cổng sạc nhanh cho chúng ta sạc điện thoại này, và ghế thì cũng ngả gập được 60-40 hai bên. Vậy thì tay, những chất liệu da này, những chất liệu thiết kế nên tạo lên chiếc xe Toyota Cross này nó rất là cao cấp và chất lượng rất là tốt, rất là chắc chắn xe này. Đó. Thì mọi thông tin chi tiết về cái sản phẩm Toyota Cross 5 bánh tại tỉnh Hải Dương cũng như là các tỉnh lân cận thì bên em đang có sẵn xe đổ màu giao ngay gửi đến cho quý cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị các bạn vui lòng đăng ký kênh và liên hệ với em Vũ qua số máy hotline là 0343 834 834 để em Vũ có cơ hội được vụ tư vấn cũng như là đón tiếp quý cô chú anh chị, mời quý cô chú anh chị và các bạn lái thử. Trong quá trình sử dụng xe, những quý khách hàng đã mua xe Toyota Cross có những điều chưa nắm được, những câu hỏi cần thiết thì quý cô chú anh chị liên hệ với Zalo của em cũng là số điện thoại của em để em kết nối và hỗ trợ hướng dẫn tư vấn từ xa cho quý cô chú anh chị các bạn trên toàn quốc. Em trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin kính chúc cô chú anh chị cũng như là tất cả các cái khách hàng của Toyota Hải Dương luôn luôn bình an, lái xe an toàn và gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Em cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ. Ơi, cái này chưa cho dán phim thì mai cũng không dán được cái camera hành trình em ạ. Em cho dán sớm giúp anh để mai anh dán camera hành trình, còn bà giao cho họ.